Để làm được món chân gà sốt Thái sao cho ngon, ngoài phần chân gà tươi và sạch, chế biến thì đúng cách. Bí quyết chính của món này thì nằm ở phần nước sốt nha các bạn. Để không mất quá nhiều thời gian thì mình vào việc luôn nha các bạn. Nguyên liệu chính của món chân gà sốt Thái thì ở đây mình có chuẩn bị chân gà, sả cây, tắc trái thì mình đã bỏ hạt, kèm theo là bột ớt khô, cóc non, tương ớt, đường thì mình dùng là đường thốt nốt nha các bạn, ớt và tỏi xay, muối tôm, me vắt và cuối cùng là nước mắm nha các bạn. Sả cây thì mình trước bỏ phần già bên ngoài và cắt lát mỏng, càng mỏng càng tốt. Nếu các bạn cắt không quen thì chúng ta có thể dùng dao bào chúng ta bào cho tiện nhé. Me vắt thì mình sẽ ngâm với một bát nước ấm để cho me được mềm. Tí nữa mình sẽ dầm cho rã và vặt lấy phần nước cốt me thôi nha các bạn. Cốc mình lựa là cốc non, sau khi mua vào mình đã ngâm qua với nước muối pha loãng và rửa sạch. Cốc non thì mình sẽ dạp bỏ phần đầu đôi và cắt khoanh với độ dày vừa phải. Các bạn cũng có thể bổ dọc chẻ làm tư hoặc cắt vuông tùy thích nha. Chân gà thì mình chặt làm đôi, chân gà mình dùng ngày hôm nay là chân gà có xương, các bạn cũng có thể dùng chân gà rút xương, tại mình thích chân gà có xương để vừa thưởng thức, nhâm nhi gầm gầm rất chứ là vui đấy nha các bạn. Chân gà thì sau khi mua về mình đã sơ chế rồi, nhưng khi chặt xong thì mình sẽ sơ chế lại một lần nữa, thêm muối và một chút xíu giấm bóp kỹ lại cho sạch. Nước mà để luộc chân gà thì mình sẽ cho vào đây nửa muỗng canh muối hột, một ít gừng cắt lát và cho ớt. Sả cây thì đập dập và cắt khúc, đun nước sôi trong khoảng 5 phút thì cho chân gà vào luộc nha các bạn. Để cho chân gà luộc được trắng và thơm hơn thì mình sẽ cho thêm vào đây một ít tắc mình đã cắt lát. Với chân gà tươi thì các bạn chỉ cần luộc trong vòng khoảng 5-7 phút. Trong lúc này thì chúng ta chuẩn bị sẵn một thau nước lọc, bỏ thêm vài cục đá cho lạnh. Để chân gà sau khi được vớt ra thì mình sẽ ngâm ngay vào nước lạnh để cho chân gà được trắng và không bị thâm, đặc biệt là chân gà sẽ giòn hơn nha các bạn. Trong lúc chờ chân gà nguội thì mình sẽ chuyển qua đi làm nước sốt. Đầu tiên thì mình sẽ đi phi hành tỏi cho thơm trước nè. Khi thấy hành tỏi đã thơm và se lại như thế này thì mình sẽ phân ớt xay vào mình xào chung luôn để mình lấy màu cho đẹp. Ớt ở đây là mình dùng là ớt sừng mình đã chẻ và bỏ hạt. Ớt này thì chỉ có hơi the, không có cay nhiều. Nếu các bạn thích ăn cay thì chúng ta có thể cho thêm ớt hiểm vào xay chung cũng ok nha các bạn. Xào đến lúc này thấy hành tỏi ớt đã thơm se lại vàng như thế này thì mình sẽ cho nước mắm vào trước nha các bạn. Lần lượt thì mình sẽ cho tương ớt nè. Đây thì là muối tôm, kèm theo là đường thốt nốt. Tiếp theo là nước cốt me mình đã dầm và dây sạch như thế này đấy các bạn. Giờ thì khuấy đều và đun trên lửa nhỏ. Lúc này thì ta nên khuấy liên tục để cho đường và các gia vị được tan lẫn vào với nhau. Thêm bột ớt vào trong lúc này luôn nha các bạn. Có một lưu ý nhỏ, khi cho bột ớt vào các bạn nên khuấy liên tục, khuấy đều để cho bột ớt được tan lẫn vào để tạo thành hỗn hợp sốt, tránh để cho bột ớt bị vón cục nha các bạn. Lúc này mà nhà nếu có cây đánh trứng các bạn dùng cây đánh trứng các bạn đánh, không những chỉ nhanh và tiện mà nó còn đều. Nước sốt thì mình sẽ đun trên lửa nhỏ, khi thấy nước sốt sánh mịn đặc như thế này là ok nha các bạn. Nước sốt để ra ngoài cho nguội thì mình cả trộn với chân gà nha các bạn. Chuẩn bị một cái thau sạch cho chân gà vào thau trước nè. Lần lượt là cóc non, tắc thì đã cắt lát và bỏ hạt. Tiếp đến thì là sả và ớt. Giờ thì mang bao tay vào và trộn đều sơ qua nha các bạn. Giờ thì cho nước sốt vào và trộn đều tất cả. Để cho món chân gà này được ngon hơn thì các bạn nên dùng mang bọc thực phẩm bọc kín cho vào trong tủ mát để khoảng 30 phút lấy ra là thưởng thức được nha các bạn. Món này các bạn cũng có thể làm trước, bỏ tủ mát càng thấm và ngon, lúc nào thèm lấy ra mâm mâm. Với vị chua cay thì vừa phải, chân gà giòn thanh mát thì thật là tuyệt vời. Vậy là mình đã chia sẻ xong với các bạn cách làm món chân gà sốt Thái chua cay. Các bạn xem video nếu thấy yêu thích nhớ bấm đăng ký kênh để cùng đồng hành và đón nhận các video tiếp theo của kênh. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn những clip sau nha.